Chào các bạn, video clip này mình lên trên tầng thượng của trên chỗ nhà mình xe. Mình quay video clip nói chuyện vui về quang cảnh ở vùng quê, ở chỗ nhà mình, khu vực quê nhà mình đây như thế nào các bạn nhé. Ở quê nhà mình trồng rất là nhiều cau các bạn nhé, rất là nhiều cau. Và bên kia có một bên ông hàng xóm trồng rất là nhiều phong lan các bạn nhé. Ông này phong lan thì tuyệt vời các bạn ơi, rất là đẹp. Các bạn nếu muốn chơi phong lan về nhà ông này mua thì quá tuyệt vời các bạn ơi. Đó, nhà ở quê mình cực kỳ nhiều cau. Mình sẽ cố gắng cày cuốc mua kiếm cái fly cam quay cho đẹp các bạn ơi. Mình rất máu rồi mà mình còn nghèo quá các bạn ơi. Đó, các bạn thấy quang cảnh quê mình đẹp không ạ? Mình đang quay bằng con Galaxy S7 đây. Nhà mình rất nhiều lợn, kia trại lợn của nhà mình nó còn lấp lố ở dưới kia. Như mấy lần trước mình đã quay video clip cho các bạn xem. Hôm nay trời rất là âm u. Mình không ngờ cái đại dịch Covid này rất là nguy hiểm mà là mình không đi đâu được. Mình rất là máu đi các bạn ạ, rất là máu đi. Mình muốn đi sang Ninh Bình quay những cái cảnh đẹp ở bên đó. Rất là hay. Ngày trước mình đi sang rồi nhưng mà đợt đó mình chưa làm video clip. Mình chưa làm video clip các bạn ơi. Nếu như mình làm video clip thì mình đã có rất nhiều video clip rồi. Nhưng ngày đó mình đi làm công nhân. Anh em công nhân thì cũng nghèo cả thôi. Ngày xưa thì mình cũng làm rất nhiều công việc các bạn ạ. Đó, ở quê mình rất nhiều cau. Bây giờ là gần tối rồi nên là quang cảnh chắc có lẽ không được đẹp lắm các bạn ạ. Hôm nay các bạn có đi đâu chơi không ạ? Mình nghĩ là chắc là không các bạn ơi. Bởi vì Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ra chỉ thị về chống dịch toàn quốc rồi. Mặc dù xăng rất rẻ nhưng mà hôm qua các bạn biết không, mình đi đổ xăng nhá. Đổ xăng mà người bán xăng bảo là mãi mới thấy được một người, chứng tỏ không phải là xăng rẻ. Nhưng mà các bạn đi nhiều đâu, nhưng mà không phải đâu các bạn ơi. Mình thấy đăng trên Facebook có một bạn bảo xăng rẻ. Mình bảo mình vào bình luận chơi chơi phát, mình bảo là đổ đi mà chết à. Nhưng thế bạn ấy mới cười, bảo là cũng phải. Nên là mặc dù xăng rất là rẻ nhưng mà cũng không nhiều người mua xăng đâu các bạn ơi. Chỉ mua xăng mà nếu như mà nó nấu như được ga thì người ta mua nhiều. Chứ còn nếu mà xăng mà chạy thì bây giờ các bạn cũng sợ chết. Chứ có phải ai không sợ chết đâu các bạn nhỉ. Đó, đằng trong kia là